Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, buổi chiều hôm nay là ngày thứ ba 11 tháng 7 2023. Tôi đang ngồi ở khuôn viên nhà mình, nơi có biểu tượng cột mốc Trường Sa. Có thể nói buổi chiều hôm nay tôi rất là vui và muốn chia sẻ với quý vị khán giả và những người bạn thân hữu của chúng tôi câu chuyện về những ý tưởng liên quan tới đảo Trường Sa. Thưa các bạn, câu chuyện mới được xảy ra vào ngày hôm qua thôi. Tôi có một người bạn làm doanh nghiệp ở trên Suối Giàng, tên là anh Sơn, Sơn Nguyễn. Anh Sơn thì chúng tôi cũng đã nhiều dịp gặp ở trên Suối Giàng, qua những lần mà chúng tôi đưa bạn bè lên trên huyện Văn Chấn và dừng chân ở trên Suối Giàng. Như quý vị biết, Suối Giàng là một cái địa điểm hiện nay đang phát triển du lịch rất là tốt, là bởi vì nguyên ở đó có một cái vườn chè rất là nổi tiếng. Bởi cái vườn chè này là vườn chè cổ thụ, và các bạn trẻ trong đó phải gọi là công rất nhiều của kiến trúc sư Hiếu, và trong đó có anh Sơn, họ đã thực hiện một cái khu vực du lịch nghỉ dưỡng dựa vào cái nghề sản xuất chè của dân tộc Hờ Mông ở đó. Hôm qua thì anh Sơn trên đường từ Suối Giàng về Hà Nội có dừng chân ở bên Trường Sa Studio. Anh em chúng tôi đã có những cái cuộc hẹn với nhau, nhưng mà hôm qua thì tiện anh thấy là Trường Sa Studio thời gian gần đây đi vào hoạt động, có nhiều phải nói là có nhiều cái hình ảnh đã được những người khán giả, những người khách đến đây chia sẻ lên trên mạng xã hội, và anh Sơn Nguyễn cũng đã thấy được cái hình ảnh đó rất là thu hút, cho nên là chúng tôi hôm qua lại được gặp nhau ở đây. Mặc dù một cái khoảng thời gian ngắn ngủi trò chuyện với nhau, anh Sơn cùng đi với người mẹ và một cháu gái, cho nên là chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau khá là tâm đắc. Thưa quý vị, và tôi cũng rất là bất ngờ khi mà về tới Hà Nội thì trên trang nhà Facebook của mình, anh Sơn đã ghi một cái dòng trạng thái ở đây. Tôi xin được đọc cái dòng trạng thái của anh Sơn Nguyễn để cho quý vị được biết. Manh nha về một ý tưởng xây dựng một thư viện kết hợp không gian bảo tồn văn hóa bản địa của đồng bào Hờ Mông trên đỉnh Suối Giàng. Tôi đã nghĩ đến những gì thuộc về giá trị, niềm tự hào dân tộc. Hôm qua, khi từ đỉnh núi về, tôi và mẹ cùng con gái đã dừng chân tại không gian Trường Sa Studio và Lê Lê House. Nghe tên gọi, bạn cũng thấy hao hao ý nghĩa của Lin San Zone vậy. Trong câu chuyện, anh Trường cũng gợi ý về một ý tưởng sẽ dựng một cột mốc Trường Sa trên đỉnh núi. Tôi thấy hơi nóng rần rần ở sống lưng và một niềm xúc động dâng trào. Tôi đã mạnh dạn nhất trí để xây dựng kế hoạch này. Và không xa nữa, một cột mốc chủ quyền biển đảo quê hương sẽ tiếp tục được lan tỏa trên đỉnh núi, bên cạnh những giá trị văn hóa mà Liên San đang dày công vun đắp. Nhưng trước mắt, trên những chuyến hành trình về với tinh hoa giữa ngàn mây, sẽ một cái điểm dừng chân tại Trường Sa Studio trước khi chúng ta lên đỉnh các bạn nhé. Thưa các bạn, cái dòng trạng thái của anh Sơn Nguyễn cũng làm cho tôi một lần nữa rất xúc động. Bởi vì, thưa quý vị biết không, khi xây dựng Trường Sa Studio
để là cái nơi dừng chân, là để là cái nơi sống và làm việc bên cạnh gia đình, và cũng mở một chút cái gọi là doanh nghiệp để có điều kiện sống. Nhưng mà ý nghĩa nhất đối với tôi chính là cái cơ hội để giao lưu, gặp gỡ nhiều người. Và câu chuyện của anh Sơn Nguyễn Hồng Qua với cái dòng trạng thái quý vị vừa mới nghe, nó làm cho tôi cảm thấy rằng hình như ở đâu, sống ở đâu, làm việc như thế nào với cái ý nghĩa và cái ước nguyện của mình thì kiểu gì, cách gì nó cũng sẽ lan tỏa. Cho nên là khi mà Trường Sa Studio tuy chỉ mới đi vào hoạt động được gần 2 tháng, nhưng hình như nó đang nở ra, lan tỏa ra những hương hoa thơm của nó. Và trong câu chuyện cũng xin kể lại thêm cho quý vị được biết là anh Sơn Nguyễn và tôi cũng như Lê Lê ngồi đây trao đổi với nhau nhiều về cái cách làm, ý tưởng như thế nào để nối kết được với nhau. Ở đây chúng tôi không phải là chỉ làm về vấn đề doanh nghiệp không, mà là làm sao để cho giống như đúng như là anh Sơn vừa mới nói, đó là chúng ta phải làm sao để cho cái niềm tự hào dân tộc nó được nâng cao hơn. Như chúng ta biết ở Suối Giàng hiện nay thì anh Sơn, anh Hiếu và các bạn của anh đang thực hiện những cái mô hình để phục hồi lại, phục hoạt lại cái hoạt động trồng, nuôi cây chè, rồi sao chế, tẩm ướt như thế nào đó để nó thành những cái sản phẩm thương hiệu mang tính không những là giá trị của trong tỉnh mà còn thành phố và còn ở cấp quốc gia và quốc tế nữa. Bây giờ cái người dân ở đó đời sống được nâng cao hơn là bởi vì những cái giá trị mà các anh đã mang lại. Bây giờ lên với Suối Giàng của ngày hôm nay không giống như là 10-15 năm trước. Tôi đến bây giờ mỗi ngày tôi thấy cái sự phát triển về mặt du lịch, thương hiệu nó lại càng tốt hơn. Do đó Suối Giàng bây giờ lên không những là thưởng ngoạn cái món chè nổi tiếng với những cây cổ thụ chè hàng trăm năm, mà còn thấy những cái cảnh quan hết sức là thu hút. Các anh với cái ánh mắt của những người làm kiến trúc sư đã thực hiện được những cái góc đẹp để cho những người lên trên đây tham quan không những là nghỉ dưỡng với một cái khí hậu tốt như Suối Giàng, mà là còn có những cái cảnh quan đẹp. Chính vì thế một cái góc nhỏ nào đó mà tôi đã gợi ý về cái biểu tượng cột mốc Trường Sa ở trên đỉnh núi Suối Giàng đã được anh Sơn đón nhận ngay. Tuy đây chỉ là một cái ý tưởng manh nha, lẽ ra thì chúng tôi cũng phải chờ đợi thêm một chút thời gian nữa để cho cái ý tưởng này đi vào thực hiện. Nhưng mà với cái status của anh Sơn, nó làm cho tôi hào hứng quá. Cũng thưa với các bạn, bên cạnh anh Sơn Nguyễn ở Suối Giàng thì cũng cách đây không lâu, khi mà chúng tôi vừa mở Trường Sa Studio ra, cũng có một anh bạn ở dưới Hà Nội cũng muốn rằng đem cái ý tưởng mang cột mốc Trường Sa biểu tượng này về Hà Nội để thực hiện một cái quán cà phê ở trong đó cũng mang cái dấu ấn biểu tượng này. Như chúng ta biết là ở Hà Nội thì có muôn muôn vàn những doanh nghiệp, rồi những quán cà phê, những cái nơi mà giải trí, nhưng phần lớn hầu hết hiện nay chưa có một cái tên gọi hay là một cái biểu tượng gì về Trường Sa. Cho nên là doanh nghiệp này, anh Phạm Xuân Dương cũng đã, khi mà cái buổi khai trương cũng, anh cũng đã đến đây, cũng đã thấy ý tưởng này và anh đã cũng đang nhen nhúm làm sao để thực hiện một cái quán cà phê. Và cũng thú thật với quý vị là anh cũng mời tôi tham gia ý kiến để mà tư vấn cho làm sao cái quán cà phê này nó không phải là chỉ là một cái nơi đến mà để ngồi uống cà phê đơn thuần, nó còn có mang một chút hình ảnh, nội dung, ý nghĩa của Trường Sa đến với lại quán cà phê này ở Hà Nội. Đây là cái điểm mà có thể nói rằng cũng có những cái cuộc hẹn và cũng có những cái cuộc mà mong muốn tôi đưa những cái câu chuyện hoặc là những cái hình ảnh của Trường Sa qua những chuyến đi của mình để cho giúp cho các bạn, những doanh nghiệp để thực hiện những cột mốc hoặc là những hình ảnh để làm lan tỏa cái giá trị truyền thống và cái công cuộc bảo vệ đất, biển, chủ quyền của đất nước Việt Nam của chúng ta. Tôi phải nói là rất hào hứng và
rất nhiệt tình trong những cái hoạt động như vậy. Cũng gần đây nữa, cô Nhung ở bên trường, ở trường học ở Giê-xu Phình cũng nói là cũng mong muốn được anh Trường hợp tác để làm một cái điều gì đó giúp cho các cháu ở trên cái ngôi trường đang được sửa sang xây dựng của cô ở xã Giê-xu Phình, để có thể thực hiện một cái hình ảnh gì mang cái giá trị biển đảo về cho các cháu. Tôi cảm thấy rằng tất cả những cái việc làm đó, những suy nghĩ đó của những doanh nghiệp, của những nhà giáo dục, nó gần như nó động viên không riêng gì cái giá trị của Trường Sa Studio, mà nó còn làm cho mọi người cảm thấy rằng chúng ta các gì đó ở những lĩnh vực nào đó cũng nên làm lan tỏa cái tình yêu quê hương tổ quốc qua những hình thức như vậy. Có thể nói rằng buổi chiều hôm nay tôi rất vui và chia sẻ với quý vị và các bạn, anh Sơn Nguyễn ở Suối Giàng, anh Phạm Xuân Dương ở Hà Nội, cô Nhung ở Giê-xu Phình. Chúng tôi sẽ trong thời gian sắp tới, tùy theo điều kiện của mỗi người, tùy theo cái sự cho phép của hoàn cảnh, thì chúng tôi cũng sẽ làm việc chung với nhau cách nào đó để cho những cái dự án này đi vào hiện thực. Như tôi nói, ước mơ hay là những suy nghĩ của mỗi con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cái mẫu số chung của chúng tôi là tình yêu quê hương tổ quốc, và mang lên được những cái giá trị mà qua cái bản thân, qua câu chuyện của mình, là một người làm truyền thông, một nhà báo ở nước ngoài về, nhưng đã thổi vào ở trong những cái nơi tôi đi qua, những cái câu chuyện mang những cái giá trị riêng, nhưng mà thực tế nó lại là những cái ý nghĩa chung cho mọi người. Tôi rất vui. Và bây giờ xin mời quý vị hãy xem lại một số những hình ảnh qua những chuyến đi của tôi ở Trường Sa, và mong rằng nó cũng lại là một cái động lực giúp cho mọi người, những doanh nghiệp ở khắp nơi, không riêng gì ở Hà Nội, không riêng gì ở tỉnh Yên Bái và ở trên Suối Giàng, mà lại còn những nơi khác. Chúng tôi luôn luôn kêu gọi mọi người cùng nhau chia sẻ và hãy hỗ trợ nhau để biểu tượng về Trường Sa luôn luôn sẽ được hiện diện ở khắp nơi, để giáo dục cho mọi người và nhất là giới trẻ hiểu được thế nào là cuộc sống, thế nào là sự biết ơn đối với những người có công đang bảo vệ biển đảo, đang bảo vệ những vùng biên giới của Tổ quốc. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
thấp đấy, đấy quỳ 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 đứng đây. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày về.